Ăn. Đây hôm nay quyết định là sẽ chắn hết cái chỗ này. Anh đang xé để anh bóc trước. Chúng ta sẽ chắn hết cái chỗ này luôn. Ok nhá. Hôm nay chúng ta sẽ chắn hết cái chỗ này. À khoan đã, anh phải ra anh lấy cái túi để anh đựng cái đống vỏ này. Ngồi yên đấy. Ngồi yên. Để lấy cái túi ni lông đã. Xem là có cái túi nào để đựng cái đống vỏ này không. Đây lại không có cái túi nào cả. Thế mới đau. Nhỉ. Thôi lấy cái vỏ hộp. Được rồi. Ok. Có cái vỏ hộp đây rồi. Đây hôm nay để nha, để cái này ở đây để đựng vỏ. Ok, hy vọng là nó không ảnh hưởng đến cái video này. Bởi vì có thể là nó che mất màn hình. Để anh xé nốt đã nào. Bánh này ngọt lắm. Khoai tây, khoai lang các thứ. Ok nhá. Chén trước nha, xin phép mọi người, mời mọi người ăn bánh này. Mỗi cái túi này hình như là nó có 4 cái hay 5 cái rồi đấy. À, xin phép mọi người, chủ sẽ ăn trước. Này, Yumi, mi hấp à? Mi không, ai già hay là mi không thích cái mùi ấy nữa rồi. Cái bánh vừa rồi nó là vào cái mùi khoai môn. Mi không có bảo không thích khoai môn. Mì chó là ở bản vệ ấy. Tay này, xoa đầu chứ nó này. Lại cầm bánh ngang chả sao cả. Mọi người đừng có nghe mấy nhà báo họ giật tít một cách thái quá về cái việc là cái này nhiễm giun, nhiễm sán với này những cái khỉ gió gì. Cái con chó của chúng ta nuôi, chúng ta chăm sóc nó như thế nào, chúng ta chăm sóc nó sạch sẽ và chúng ta tẩy giun định kỳ cho chúng nó. Với con chó trưởng thành, một năm tẩy giun 2 lần. Nếu các bạn nuôi sạch, có thể các bạn một năm tẩy giun 1 lần, sạch giun sán luôn. Như người chúng ta cũng thế, người lớn chúng ta cũng tẩy giun 1 năm 1 lần. Còn những người mà trẻ con thì có thể tẩy giun 1 năm 2 lần. Cứ yên tâm, không phải vội. Hôm nay chúng ta sẽ chắn hết cái đống này. Bởi vì anh đang đói đó. Tại sao? Miếng to mì nhõng nhẽo quá. Đây này, đây cũng là cái cách này mà khi bạn nào mà nuôi chó ấy mà ăn vặt cái đồ ăn mà mình ăn cùng với chúng nó thì như thế nào, nhìn mọi người thấy không? Một lần chủ ăn là 3 cái này. Ăn với chúng nó là chia, là mình ăn một miếng chúng nó phải ăn một miếng, nhưng mình phải ăn miếng to hơn. Đó. Đồ ăn chính của chủ mà. Chúng ta sẽ không tị cái việc ấy. Miếng to hay miếng bé cũng là một miếng. Điều ấy rất là công bằng. Và nó chỉ khác biệt một cái ở đây là chủ ăn miếng to cho ăn miếng bé vậy thôi. Còn cái đồ nào ấy mà chủ ăn đủ rồi thì ok. À, chia cho chó ăn hết. Đó. Phải chơi cái bài đấy, mọi người biết vì sao không? Bởi vì gần như tất cả những cái đồ mà chủ thích ăn, chó nó đều thích ăn. Gần như luôn, tất cả các đồ ăn vặt, từ hoa quả cho đến
bánh kẹo các thể loại. Mình chưa thấy chúng nó chê một cái gì cả. Nếu mà 10 món ấy, thì 10 món mà người ăn hoa quả bánh kẹo thì chắc chúng nó chê một món. Hoa quả thì có con thích cái hoa quả này, có con thích hoa quả khác, không phải con nào một loại, không phải con nào cũng thích đâu. Nhưng bánh này thì thực sự mà nói ít loại bánh cho nó chê đó, ít lắm. Và mì luôn mới ngày này, thì ra ăn đừng để rơi đó. Nguyên tắc với chúng nó là như là với trẻ con lau một quần vậy. À bẩn, mọi người thông cảm tí nhá. Nguyên tắc khi mà chúng ta đối xử với con chó là chúng ta phải như là đối xử với trẻ con. Bởi vì sao? Bởi vì với con chó là nó yêu cầu công bằng. Chúng nó yêu cầu sự công bằng. Nếu chúng ta không muốn con chó nó tị nhau khi chúng ta nuôi mấy con thì chúng ta phải công bằng với chúng nó. Giả sử nếu mà có xô xát xảy ra ấy, là chúng ta phải quát cả hai con, chứ không chỉ là quát một con đâu. Còn cái con nào làm sai thì chúng ta quát nó nhiều hơn, chứ không phải là chỉ quát một con. Quát một con là dỗi và sau nó tạo thành cái rạn nứt giữa chúng nó với nhau đó, chứ không phải là một con được chiều hơn mà. Còn khi cho ăn cũng như vậy. Và mọi người đừng tưởng là con chó nó không hiểu gì nhé. Chúng nó đang nghe, chúng nó hiểu đấy, chứ không phải không đâu. Biết hết đấy. Ai gần chó thì mới biết được là chúng nó biết nhiều thứ như thế nào. Không phải chuyện đùa đâu. Thành tinh luôn hết cả loạt đấy. Giống chó nó ở với người lâu nó hiểu tiếng người hết. Khi cho ăn ấy thì cứ ngồi yên đấy chờ. Khi cho ăn ấy thì phải là đều, phải đều lượt. Có thể miếng to miếng nhỏ ok, nhưng mà chúng nó trước ít nhất là chúng nó nhìn thấy là phải đều lượt đã. Còn không đều lượt ấy thì đừng có là cũng không yên được đâu. Không đều lượt một lần hai lần thì chúng nó chấp nhận cái việc chủ có thể là chiều đứa này đứa kia hơn một tí chẳng hạn. Nhưng mà lâu là không có được đâu. Sau đấy là phát sinh để xung đột mà nó không có vui. Nên là dù miếng to miếng bé là nếu mà nuôi mấy con là cho ăn phải đều. Với giống chó là cái sự công bằng này nó công bằng, nó yêu cầu cái sự công bằng giữa chúng nó với nhau cao lắm. Rồi ok, chúng ta chén hết cái chỗ này. Anh thì anh hơi no rồi. Anh ăn mấy miếng là anh hơi no rồi. Nhưng mấy đứa vẫn còn thèm thì chúng ta ăn tiếp. Ok nhá. Giờ anh cũng ăn bằng mấy đứa thôi, hai cái. Một mình Jumi phải ăn một cái bé, miếng bé. Cứ phải bẻ. À, đấy. Hôm trước có một bạn, bạn đã thắc mắc. Tại vì mình có post các cái video cắt nhỏ ra để post ở trên TikTok. TikTok cũng là TikTok RoglerGV, tên cũng là như vậy. Thì có một bạn bảo là cứ làm trò cái gì cho ăn đến lượt con nào cũng phải gọi tên. Các bạn không hiểu một vấn đề này như này. Đấy là một cái bài rèn luyện. Này, giả sử như này nhá. Khi mà mình cầm cái bánh lên, mình gọi tên con nào con đấy mới được ăn. Giả sử như thế, đây mình sẽ làm thử luôn cho mọi người. Pila. Đây. Đó. Khi mình cầm cái bánh lên như này nhá, không có con nào dám bén mảng nhá. Siro. Đó. Thấy không? Melsi. Không đưa cho chúng nó, chúng nó sẽ không được phép ăn. Dù để cái bánh ở gần mồm. Chưa. Vì là Đó là một cái siro. Vừa ấy, Melsi. Vừa là một cái cách
giao tiếp để cho nó thân mật giữa chủ với chó. Nhưng đấy nó vừa là một cái rèn luyện với chúng nó. Còn khi mà mình đưa cho chúng nó như thế này, mình không gọi tên, chúng nó vẫn biết chúng nó ăn thôi. Chứ đưa đến mồm thì ý là bảo chúng nó ăn, chúng nó phải hiểu cái điều ấy chứ. Nhưng mà có những khi là mình đưa ra nhưng mà mình không gọi, mình đưa ra là trước mặt nhưng không đưa vào mồm chúng nó như thế này thì nó lại không ăn được. Đưa ra nó không có nhau ra nó cướp được, đấy nó là vấn đề về kỷ luật. Và khi mình đang nói với mọi người như này là Pila hiểu ấy chứ, có phải Pila không hiểu đâu. Đấy, mọi người cứ nhìn thái độ Pila. Đây. Đó. Siro. Đây, merci. Đó, thử thôi, để cho mọi người nhìn thôi. Không phải là cứ đưa cái bánh ra là trước mặt là chúng nó ăn đâu, chúng nó phải biết. Thôi, chủ ăn no rồi. Bây giờ cho mấy đứa ăn nhé. Thế thì hai cái hộp Cosi này để lại để hôm sau ăn vậy. Cosi này là cũng là của Việt Nam, 893. Ok, quảng cáo cho các bạn. Bánh Cosi ăn rất là ngon. Người ăn ngon nhá, chứ không phải là bảo là cho chó ăn ngon đâu. Chó nhà mình thì người ăn cái gì chó ăn cái đấy. Và cũng đừng có bạn nào thánh tướng mà có mấy bạn thánh tướng là dạy nhau là cái gì cho chó ăn nó lãng phí thế này thế kia, để cái đấy để mà cái tiền để mà nuôi chó thế này thế kia đem đi làm từ thiện giúp đỡ người khó khăn. Mình chỉ hỏi các bạn lại một câu thôi, các bạn đã giúp đỡ cái người bên cạnh các bạn được cái điều gì chưa, thế thôi. Còn cuộc sống ấy, mỗi người làm việc phục vụ cái cuộc sống của mình là trước tiên, có dư giả ra sẽ giúp đỡ những người khác. Còn nói về cái sự giúp đỡ ấy thì cái tinh thần giúp đỡ của những cái người mà hay nói như thế thì không có đâu. Cái người ta ngồi im thì là người ta còn giúp đỡ nhiều hơn, nên là không cần phải dạy nhau về cái việc ấy. Những cái con chó của mình nó ăn cái phần của mình thôi. Lẽ ra ngày hôm nay mình đi ăn một cái món đắt tiền, mình không đi ăn cái món đắt tiền, mình để cái tiền ấy để lại để làm gì? Để mình ăn và mình có cho chúng nó ăn. Đó, đấy là cái cách tiêu tiền của mình. Ở trong cái xã hội này là mệt mỏi nhất, Messi lên đây, là những cái người dạy người khác cách tiêu tiền của họ. Đó. Rất là may mắn là ở trên YouTube là các bạn khán giả trên YouTube là hầu như là mọi người theo dõi. Mọi người theo dõi YouTube lâu rồi. Hay đấm cho phát rồi. Thành ra là mọi người cũng là hiểu cái tính cách cái con người của nhau. Cho nên là cũng không có thấy có xuất hiện những bình luận như thế, nhưng mà thấy ở trên TikTok có mấy cái bình luận như thế. Ở cái video mà cho chúng nó ăn vặt, còn có cái video mà cho chúng nó ăn bò á, thì mình nói với các bạn là gì, thịt bò nó là một thứ rất là đắt tiền, thực sự là như vậy. Mình cũng chẳng mấy khi mình ăn bò đâu, nhưng mà các cái con chó này thì thỉnh thoảng chúng nó vẫn được ăn. Bởi vì sao? Bởi vì cái cơ thể của con chó nó cần một cái loại khoáng chất mà nó có ở trong thịt bò hoặc là có ở trong cá biển. Nhưng mà bởi vì là mình không mua cá biển được, chứ thực ra mua cá biển thì nó rẻ hơn, thì mình dùng thịt bò để thay thế. Cái đấy là cái là trong khẩu phần ăn. Còn có mọi người có thể cho nó ăn cá biển, thì cái đấy là để đảm bảo, đấy là cái cách để mình phòng bệnh cho chúng nó thôi. Bởi vì đấy là cái nhu cầu của chúng nó. Và cái video, có một cái video là mình dùng thịt bò cho chúng nó ăn thịt bò tái là cho chúng nó ăn kiểu cầm trên tay như thế này này. Là bởi vì sao? Là bởi vì là cái video đấy là mình muốn khẳng định cho mọi người một cái điều là gì? Là khi cái con chó ấy, mà nó nhận chúng ta là chủ, nó tuân thủ chúng ta ấy, thì dù là cái đồ ăn nó ngon như thịt bò, là một cái thứ mà con chó nó rất thích ăn cái mùi đấy, nó thích, rất thích cái mùi thịt bò, chúng nó vẫn giữ được kỷ luật khi mà mình cho chúng nó ăn, như là khi chúng nó ăn cái bánh này, ăn bánh hay ăn thịt bò nó không có khác gì nhau cả.
là mình muốn nhắc dùng cái thịt bò đấy là để mà gì, để cho mọi người thấy là một cái đồ ăn rất là ngon như vậy cho chúng nó ăn, chúng nó vẫn giữ được kỷ luật, chứ không phải là chỉ cho những cái đồ ăn mà nó kém ngon thì chúng nó mới giữ kỷ luật đâu, còn lúc ngon là chúng nó nhao vào chúng nó ăn thế này thế kia, nhiều bạn nghĩ như vậy nhưng cái đấy các bạn sai nhé. Kỷ luật với con chó là nó rất là tuân thủ. Con giống nào thì mình không biết, nhưng tất cả các giống mình nghĩ đều có thể rèn được như vậy. Có điều là các cái giống mà nó cái tính của nó không có chiều chủ nhiều như là rốt này thì nó khó rèn hơn thôi, nó lâu hơn. Còn Rottweiler thì nó rất là chiều chủ cho nên là nó dễ rèn hơn. Là chúng nó chiều chủ là chúng nó muốn làm chủ vui mà, cho nên là chúng nó sẽ nghe lời. Thì Rottweiler này thì chỉ bảo cho nó vài lần thế là chúng nó biết. Đơn giản lắm. Cho ăn là nó ăn, mà không cho ăn thì nó để ở đây. Không có đứa nào dám lén phén vào đây luôn. Đấy là cái về cái vấn đề đấy, là cái mà để cho mọi người thấy thôi. Chứ không phải là theo cái kiểu là để mà gây cái tâm lý tiêu cực là thế này thế kia. Còn thực sự mà nói là nghe thêm một số cái bình luận, một số cái bình luận mà theo cái kiểu dạy nhau làm cái này làm cái kia, những cái như thế thực ra nó cũng chẳng có gì đâu. Nhưng mà khi mà nó nghe lại vài lần ấy, và nó nghe với cái giọng mà theo cái kiểu mà khó chịu với nhau, là nghe thực sự nghe nó khó chịu lắm. Mọi người biết là nhìn thấy những cái bình luận đấy là nó cảm thấy nó ức chế lắm. Nó như kiểu là người ta chửi mình ấy, mọi người đấy. Là cái mà khi mà quay video post YouTube này thì vô tình trở thành người của công chúng và bị soi. Đó, cái đó là cái mà khi post video thì nó là như thế. Vô tình trở thành người của công chúng và bị soi. Bị soi về những cái này kia thì mình post công khai mà mọi người đều xem được. Thì cái đấy thì nó cũng ok thôi, nhưng mà như thế nó sẽ nhận hai cái sẽ phải nhận về. Một là tích cực, là có thể là nhận được những cái sự đồng cảm của mọi người. Hai là tiêu cực, là nhận được những cái lời nói khó chịu từ những cái người mà có thể người ta không thích mình, hoặc là như thế nào đấy, hoặc là những cái người mà cái thái độ của người ta nó tiêu cực, người ta nói nó cũng ảnh hưởng tiêu cực với mình. Thì đấy là khi mà làm cái gọi là người của công chúng thì nó như thế. Như gần đây mọi người thấy cái đấy không nói đấy, nó định nói đến cái gọi là cái lùm xùm gần thời gian gần đây, nhưng thôi cái đấy bỏ qua đi, mệt mỏi chả giải quyết vấn đề gì. Khi mà quay video ấy thì nó là như thế, nó là cái mà nó sẽ có rất nhiều thứ để nó gây cho mình cái xì chép. Nhưng rất may mắn là mọi người mà xem kênh Rottweiler Gervy của mình cái thời gian đầu thôi, thì còn có nhiều người thế này thế kia về nói những cái lời khó chịu ấy trong comment này kia. Nhưng bây giờ thì ít rồi, bây giờ hầu như mọi người là những người theo dõi lâu, hầu như là anh chị em thì chưa có gặp mặt nhau, nhưng mà chúng ta lại có thể hiểu được nhau. Ít nhất là các bạn hiểu mình, ít nhất là các bạn hiểu được. Nếu các bạn theo dõi, các bạn có thể hiểu được cái tính cách. Nói chung là cái đấy là rất là trân trọng mọi người. Cái đấy xem các bình luận là mình có thể cảm nhận được. Đấy là may mắn, nó là như thế, là có cái may mắn là như thế. Nhưng mà đấy, một số bạn mà có cái bình luận theo cái kiểu tiêu cực ở trong các cái video cho ăn này kia, và theo cái kiểu làm này làm kia, là có thể là mình sẽ không phản hồi lại, còn mình sẽ để bình luận đấy thôi, chứ mình cũng chẳng xóa đi làm cái gì cả. Còn những cái bình luận theo cái kiểu này kia thì mình mới xóa thôi. Những bình luận theo kiểu tục tĩu này kia mình mới xóa, chứ còn bình luận chê chó của mình hay là chê cái này chê kia không bao giờ mình xóa. Mọi người cứ để ý ở dưới các video sẽ luôn có những cái bình luận như thế. Còn những cái bình luận nào mà nó theo kiểu thiếu văn hóa thì mình chẳng để đấy làm gì cả. Để đấy để cho mọi người đọc. Khi mọi người xem video là mọi người cũng xem bình luận chứ. Và
xem để những cái bình luận đấy để mọi người đọc được, để cho nó tức mắt, nó bực. Có thể có ăn nữa không? Rồi, em làm thêm cái hộp oxy nữa đi. Chứ không nhẹ chừng vẫn còn thòm thèm lắm. Hy vọng là cái điện thoại nó vẫn còn cái thời lượng. Oxy này thì cho ba đứa. To quá nhỉ? Ăn thế này hơi vất vả. Oxy này ăn nó khô hơn là cái bánh kia. Yumi có ăn không? Mì không ăn. Phần của mì cứ để đi cho mì nhá. Ê. À, có thêm một cái nữa là nghi. Có nhiều người nghi ngờ khi mà post ảnh lên thì có nhiều người nghi ngờ là gì? Là Pila bầu. Không phải đâu mọi người nhá. Pila bầu sao được? Bây giờ Pila 10 tuổi rồi đây này. Nhìn cái bụng của Pila mọi người có nhìn thấy không? Trời ơi Pila. Pila có biết không? Pila ăn nhiều quá. Là rất nhiều người nghĩ là Pila đang có bầu. Pila có biết không? Hả? Ăn ít lại. Ăn là người ta phải cố mà người ta giữ cái dáng bây giờ có tuổi rồi. Làm sao để giữ nó vừa phải cái người thì nó mới khỏe, chứ béo không có tốt. Tại vì sao? Nó chỉ khoảng một tuần thôi. Này Messi. Chỉ khoảng một tuần thôi, cả con Siro cũng thế này. Chứ là nhìn cái bụng của mọi người, nhìn cái bụng của Siro này. Béo. Là bởi vì sao? Bởi vì là Messi lấy giống này. Messi lấy giống thì mấy cái hôm đầu mùa này nó nóng là Messi bỏ ăn. Messi ăn rất ít, Messi này này. Mấy hôm đầu mùa nó nóng là Messi bỏ ăn. Nó thay đổi thời tiết, Messi lấy giống xong rồi, Messi đang có bụng, Messi đang bụng bầu rồi. Thì nó khó chịu ở trong người và khi mà trời nóng đầu hè thì Messi bỏ ăn. Thế là cái phần ăn của Messi lại chia cho Pila với lại Siro. Thế là thành ra Pila với Siro ăn mấy hôm, Pila với Siro ăn gấp rưỡi phần lên. Siro lên này. Không đi lên núi kia, lên gì nó đấy, nói đấy lên Siro lên kiểu gì. Thế thì ngồi đấy thì dưới đây luôn. Ok. Đây. Thế là Pila với này Siro hai con cùng béo lên mà người của Pila nó lùm lùm thì mọi người nhìn cái bụng của nó như là cái kiểu nó bầu, nó phải ngang với con chó phải bầu khoảng 50 ngày. Tức là cái bụng nó béo nó như cái con chó bầu phải 50 ngày thì bụng mới to là như thế này. Nhưng mà đây nó không phải bầu đâu, đây nó béo đấy, chứ bầu bí cái gì. Con lấy giống đâu mà bầu. Nhà. Yeah. Chứ Pila là Pila 10 tuổi rồi đấy, bầu bí gì. Nhìn cái con Siro cũng thế kìa. Ở trong ba con này là chỉ có mỗi Messi bụng bầu thôi. Mà cái bụng của Messi hiện tại bây giờ là còn bé hơn bụng của Pila. Messi đến hôm nay là coi như là được chắc được phải được một tháng rồi. À chưa được, gần một tháng thôi. Cũng bắt đầu thấy có một tí bụng rồi, thấy cái mẹ sữa nó bắt đầu nó dày lên rồi. Và bụng có vẻ như là có một tí bụng hơn so với bình thường rồi. Messi ra đây. Còn nói là Messi bầu là bởi vì sao? Bởi vì là phối theo cái kiểu test hormone này, nó cứ phối là bầu. Cái đấy là không cần phải nghĩ và không cần phải bàn cãi. Cứ còn được sức khỏe của nó tốt thì cứ phối xong là bầu. Chứ không thể nào có cái chuyện không bầu được. Test hormone của con cái bình thường xác định trúng ngày rụng trứng, phối cái bầu ngay. Còn cái việc bầu mà nó có bầu thuận lợi hay không, nó giữ được cái thai, nó giữ được cái bầu thuận lợi đến lúc đẻ hay không, nó là câu chuyện khác. Và đẻ ra con chó con có giữ được con chó con hay không, nó là câu chuyện khác nữa. Chứ còn bầu thì dễ lắm. Để cho con chó nó bầu thì bây giờ khoa học công nghệ nó có cái máy kiểm tra hormone test ngày rụng trứng của Thú Y Việt Đức. Chỉ cần lấy máu con chó, cái kiểm tra cái chờ con chó nó lên giống đến ngày thứ 7, thứ 8, đến ngày thứ 10. Không là lấy máu ra để test hormone một cái là nó lên ngay, nó biết luôn là cái ngày nào là cái ngày để mà phối là chắc chắn là đậu. Đó, nhưng mà đậu rồi chưa chắc nó có cho con. Bởi vì nó giữ được cái thai hay không. Nó đẻ ra nó có
cho con nó có khỏe đều hay không. Cái câu chuyện đấy là câu chuyện hoàn toàn khác trong cái lúc chăm. Còn bầu thì hai con lấy giống là con Melsi với lại con Dina lấy giống cùng ngày thì đều bầu rồi. Cái đấy là chắc chắn. Không phải nghĩ Melsi ở đây, còn Dina thì rút kinh nghiệm hai lần trước là để Dina ở đây, mình để Dina dưới tầng 1. Nhưng mà hai lần trước là Dina đều bị sảy vì là ở dưới tầng 1 thì nhà mình nó ở chỗ cái ngã ba của ngõ, là cứ có người hay đứng ở trước cửa thì Dina nó giữ nhà này, có người đứng trước cửa nó cứ ồn lên, nó nhảy lên, cho nên là nó bị hai lần trước nó đều bị tiêu thai. Lần này rút kinh nghiệm cho nó sang trại ở để xem ra nó có giữ được cái thai của nó không. Chứ còn bầu thì hai lần trước cũng đều bầu nhưng mà lại sảy đó. Ok đâu rồi, thế ạ. Không ăn nữa là chuồn à, mấy đứa lên đây chào khán giả cái nào. Mà mình siro lên là được, bởi vì siro ăn nhiều. Thôi sợ đi liếm cái mic, cái này là cái mic. Ôm nhau cái nào. Trời ơi, siro xin chào tất cả mọi người nhá. Siro xin chào tất cả mọi người nhé. Thôi cái mic của anh mua tốn tiền lắm đấy. Ok, xin chào mọi người nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Thank you and see you again. Merci, có muốn lên không? Merci lên đây đi. Ôm nhau một tí nữa. Úi sổ rồi, cái mic của anh rồi. Được. Xì lên. Đừng vớ vẩn. Đồ đấy không phải là đồ để so được. Vớ vẩn. Nào, yên đánh thơm. Ok. Nào. Yên đánh thơm, có để anh thơm cái không? Không, anh không bảo là siro thơm anh. Ok. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Đây, chúng ta giải tán thôi. Giải tán.